không thể đem hy vọng gửi gắm vào người khác. Sự giúp đỡ của họ chỉ có tác dụng hỗ trợ mà thôi. Người thực sự có thể giúp đỡ được mình là chính bản thân mình. Chỉ khi chủ động, tích cực đối với những thử thách, trong tâm thái bình tĩnh, tự tin mới có thể làm biến chuyển tình thế tốt hơn. Giống như Voltaire từng nói, không trải qua khó khăn lớn thì cũng chẳng có được sự nghiệp vĩ đại. Cuốn sách Dũng cảm đối mặt với khó khăn giúp cha mẹ giáo dục con cái rằng chẳng ai có thể đi trên con đường bằng phẳng cả cuộc đời. Cũng có những lúc chúng ta sẽ gặp phải khó khăn, sẽ mất đi một số thứ, nhưng gian khổ không thể làm chúng ta gục ngã. Những thứ mất đi cũng không thể lấy lại được. Bởi vậy không cần phải vì thế mà quá đau lòng. Chúng ta không thể cứ mãi chìm đắm trong đau buồn, bởi vì cuộc sống vẫn sẽ phải tiếp tục. Cuốn sách này sẽ là người bạn tốt, giúp trẻ dần rời xa chiếc điện thoại quen thuộc, bước ra ngoài đời sống để tích lũy tri thức, hình thành hình tự lập, đối mặt với khó khăn. Các bạn có thể tìm mua sách ở các hệ thống siêu thị sách uy tín trên toàn quốc hay các cơ sở của Fahasa, nhà sách nhanh chóng để tránh tình trạng mua phải sách lậu, sách kém chất lượng cả về nội dung lẫn hình ảnh.